Jordan Bailey và hành trình kinh dị hóa hiện thực tàn nhẫn. Jordan Bailey là cái tên không mấy xa lạ với người hâm mộ điện ảnh thế giới. Anh được biết đến với vai trò là một nam diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất người Mỹ, mang nhiều trăn trở trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Trên con đường xây dựng tên tuổi và vị thế, Jordan Bailey đã không ngần ngại đi vào sâu từng khía cạnh của đời sống xã hội trên rất nhiều phương diện, tưởng chừng đối lập như hài kịch hay kinh dị. Năm 2014, Jordan Bailey trong một cuộc phỏng vấn đã trả lời dõng dạc: "Tôi đã dành nửa đầu sự nghiệp tập trung vào phim hài, nhưng mục đích của tôi, thành thực mà nói, là biên kịch và đạo diễn phim kinh dị." Người nghe gãi đầu, họ không biết mức độ nghiêm túc của Bailey, một danh hài chuyên thói nửa đùa nửa thật với tuyên bố này như thế nào. Lúc đó, người ta chỉ mới biết đến anh chàng da màu này qua các vai tức cười nhảm nhí trong Mad TV hay Kev and Bailey. Để rồi những cái tên như Get Out, Us đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong giới điện ảnh Hollywood và mang đến một tượng vàng Oscar danh giá cho vị đạo diễn xuất sắc này. Diễn viên hài tài năng ôm giấc mộng làm đạo diễn phim kinh dị. Sinh ra tại New York và được nuôi nấng bởi người mẹ đơn thân người da trắng, Bailey không tiết lộ quá nhiều về đời tư cũng như cuộc sống thời ấu của mình. Có thể nói rằng, Jordan Bailey có một sự nghiệp khá thuận lợi bởi đã được đón nhận tình yêu của công chúng từ khi mới bước chân vào nghề diễn viên. Là gương mặt thân quen của loạt show hài Mad TV and Kay and Bailey, Jordan Bailey không còn lạ gì với những pha biểu cảm khó đỡ. Một trong những khoảnh khắc đi vào lịch sử là cảnh một anh chàng bị đổ dồn vào chân tường bằng cách hỏi đến những sở thích quái gở trong khi xem phim heo. Mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt đờ đến tức cười của Bailey khiến cư dân mạng chế cháo liên tục và trở thành meme để đời trên mạng xã hội. Các tập phim ngắn nói trên đã được công chiếu trên Comedy Central như một trang cười dài chế giễu những lề thói và sự phân biệt trong xã hội còn lắm chia rẽ của nước Mỹ. Với 5 mùa phim cùng một giải Peabody Awards và 2 giải Primetime Emmy, Jordan Bailey đã khắc họa chân dung một nghệ sĩ hài tài năng và sáng giá của điện ảnh Hollywood. Thế nhưng, Bailey đã khiến người hâm mộ của Case and Bailey không khỏi bất ngờ khi tuyên bố dõng dạc trong một cuộc phỏng vấn rằng làm phim kinh dị mới thực sự là ước mơ của anh. "Tôi đã dành nửa đầu sự nghiệp tập trung vào phim hài, nhưng mục đích của tôi, thành thực mà nói, là biên kịch và đạo diễn phim kinh dị", Jordan Bailey. Và từ đây, một bước chuyển mình ngoạn mục đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của khán giả khi nhắc đến cái tên Jordan Bailey, một chủ nhân của tượng vàng Oscar cho hạng mục kịch bản phim xuất sắc nhất năm 2017. Hành trình thực hiện hóa giấc mơ bằng kết tàu. Nếu chúng ta nghĩ rằng phim hài và phim kinh dị mang những sắc thái trái ngược nhau, thì Jordan Bailey chính là minh chứng cho sự hòa trộn hoàn hảo của hai thể loại nói trên. 2 năm sau khi kết thúc Kay and Bailey, người hâm mộ phim kinh dị thế giới được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao mang tên Get Out. Ra mắt người xem vào năm 2017, Get Out đã trở thành một hiện tượng điện ảnh khi chỉ với 4,5 triệu USD nhưng thu về hơn 300 triệu USD trên toàn cầu và nhận được rất nhiều đề cử vô cùng danh giá, trong đó bao gồm 4 hạng mục cho giải Oscar. Với Bailey, Get Out là cơn mộng Mỹ lâu năm trở thành hiện thực khi anh được trao quyền biên kịch, đạo diễn. Đối với khán giả, đây là cơn ác mộng kéo dài 2 tiếng trên màn ảnh, xé toạc những chê đậy giả tạo về một xã hội công bằng mà xỉa xói thẳng và phối phân biệt chủng tộc của người Mỹ. Đó là câu chuyện về chuyến thăm nhà bố mẹ bạn gái da trắng của một anh chàng da màu. Từ đó, lịch sử tàn tệ của người da đen một lần nữa được gọi tên trong tiếng lách cách của chiếc thìa bạc trên tách trà. Get Out xoay quanh Trish do Daniel Kaluuya thủ vai, một anh chàng Mỹ gốc Phi đang hẹn hò cùng cô nàng da trắng xinh đẹp Rose Mitchell do Alison Williams thủ vai. Chuyện phim bắt đầu khi Trish đến thăm nhà bạn gái. Đó là một gia đình quý tộc da trắng với những người hầu da đen. Trước nỗi lo lắng bị kỳ thị chủng tộc, Trish nhận lại sự đón tiếp nồng hậu như gượng gạo từ phía người thân Rose. Anh chàng luôn cảm thấy có điều gì đó rất bí ẩn trong ngôi nhà này, đặc biệt từ những kẻ có cùng màu da với anh. Trong giai đoạn thể loại phim kinh dị không có nhiều ý tưởng đột phá, Get Out cho thấy sự nỗ lực làm mới những chất liệu quen thuộc cũng như sự lồng ghép những vấn đề xã hội nóng bỏng. Từ câu chuyện gặp gỡ gia đình bạn gái, phim dẫn dắt khán giả bước vào thế giới đen tối, kinh hoàng của kẻ thống trị, bị trị cùng những nút thắt hoàn toàn gây sốc cho khán giả. Jordan Bailey đã lên án vấn nạn phân biệt sắc tộc không chỉ bởi phân cảnh u tối về tâm lý mà cả những tiếng cười châm biếm đan xen, bởi góc nhìn hiện thực mới mẻ, khả năng khai thác cốt truyện và kinh nghiệm làm diễn viên của mình. Những dụ ngôn ẩn ức về con hươu, về bông gòn, hiệp sĩ trắng được cài cắm trong những khung hình ngột ngạt khiến Get Out trở thành một ví dụ điển hình về tính thời sự trong phim kinh dị. Bộ phim khiến thế giới choáng váng, đạt gần điểm tuyệt đối trên Rotten Tomatoes và đưa Jordan Bailey lên hàng ngũ các đạo diễn sáng giá bậc nhất. Trong lịch sử mới chỉ có 4 nhà làm phim da màu được gọi tên trong hạng mục đạo diễn xuất sắc tại Oscar và anh chàng diễn viên hài với bộ phim đầu tay đã thế lại còn thuộc thể loại kinh dị đã ghi tên mình vào danh sách đó. Sau thành công của Get Out, Jordan Bailey đã kể rất nhiều về dòng phim kinh dị mà anh muốn theo đuổi. Anh dành cho nó một cái tên, đó là Social Thriller, phim kinh dị mà nhân vật phản diện cuối cùng thuộc chính xã hội loài người.
Vì đạo diễn từng nói rằng, tôi tìm đến điện ảnh như một lối thoát khỏi hiện thực. Tôi nghĩ một trong những điều chúng ta cố gắng làm là tạo ra một lối thoát cho khán giả, nhưng không được phép để họ thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh. Bước thành công tiếp theo phải kể đến đó chính là sự ra đời của Us. Tác phẩm điện ảnh này một lần nữa cho thấy lăng kính nghệ thuật của Jordan Peele đã thực sự tiếp cận rất gần với những nỗi sợ hiện thực của loài người. Us xoay quanh câu chuyện của gia đình Wilson khi quay trở về căn nhà cũ bên bờ biển Santa Cruz để nghỉ hè, nơi mà lúc bé, Adelaide do Lupita Nyong'o thủ vai đã từng bị sang chấn tâm lý sau một lần đi lạc. Peele tiếp tục khai thác sự kinh hoàng ở một gia đình da màu mà càng đi sâu vào nỗi sợ thì những điều mà xã hội Mỹ vẫn ngại nhắc đến lại càng lộ ra. Đó là cuộc đối đầu khiếp đảm của gia đình da màu Grissom với bốn bản thể vô hình giống hệt họ. Để thoát khỏi sự truy sát của bốn thực thể ma quái, nhà Grissom không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên giết chết chính chúng. Hàng loạt ẩn dụ nghệ thuật được đưa ra nhằm làm sáng tỏ cho ý đồ đạo diễn của nhà sản xuất tài ba này. Không chỉ có vậy, Us thật sự là một trải nghiệm không thể bỏ qua bởi những vấn đề xã hội, khoa học, tâm lý mà nó mang lại. Sau tất cả những thấp thỏm âu lo và những giây phút gây cấn cho gân, Us mang lại cho chúng ta nhiều hơn một bài học. Trong cuộc sống này, kẻ thù đáng sợ nhất không phải là những kẻ tội phạm mất hết nhân tính, cũng không phải là những cường quốc chế tạo ra bom hạt nhân. Kẻ thù đáng sợ nhất của mỗi người vĩnh viễn chính là bản thân mình. Với những gì đã và đang làm, Jordan Peele chính là hiện thân của sự nỗ lực không ngừng làm mới bản thân khi trải nghiệm qua các thể loại khác nhau của giới điện ảnh. Thế nhưng, đức tin của anh về một xã hội nói không với phân biệt chủng tộc và không có những tâm tối xuất thân từ sự ích kỷ, vi kỳ của con người thì vẫn luôn ở đó, là động lực cho tất cả hoạt động nghệ thuật của anh. Để rồi mỗi giây phút tác phẩm điện ảnh của anh khép lại, mỗi chúng ta đều phải trăn trở. Bằng cách nào, Jordan Peele có thể tài tình cảm thấu và tiếp cận thực tại qua lăng kính của phim tình dị tài tình đến vậy? Hãy thử trải nghiệm những thước phim của Jordan Peele để có câu trả lời cho riêng mình và để được chứng kiến sự cầm trịch tài năng của nhà đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim kinh dị này nhé!